Nam mô A Di Đà Phật.
Qua đời không quản quản người xã xa sâu thời tiết oi bức, quý thầy cùng ban hộ từ và đạo hữu chùa Hòa Thọ đã đến không những phúc quý mà còn tiếp nhận nguyện cầu các chồng các cha được con được sanh về vì được lạc. Không biết lấy gì để đáp công ơn to lớn của quý thầy và quý bác toàn thể giáo quyết với con xin đến đầu hạnh lễ tri ân như tôn đức và hứa sẽ thấu suốt theo bước chân của cha của con thành người phật tử thánh chánh. Cuối cùng của con xin kính cập các chư công đức pháp thể tân lan chúng sanh vì đầu chúc cho các bác trong ban hộ tự và các bác đạo hữu của Hòa Thọ thăng thanh được an lạc. Nam mô hiếu thuận quyền hải bồ tát ma ha tát.